Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại New York, Mỹ. Ông là con thứ tư trong một gia đình 5 anh chị em và cha là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Tốt nghiệp trung học vào năm 1964, ông là một ngôi sao thể thao của trường lớp và là một học sinh cốt cán. Sau đó, ông vào Đại học Fordham và 2 năm sau chuyển lên trường tài chính thuộc Đại học Pennsylvania. Năm 1968, ông tốt nghiệp với văn bằng kinh tế. Năm 1974, Donald Trump mở công ty kinh doanh địa ốc riêng và nhanh chóng trở thành một trong những chủ bất động sản ở Mỹ. Hiện ông Trump đứng thứ 113 trong số các tỷ phú Mỹ và đứng thứ 324 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2016 của tạp chí Forbes với khối tài sản ước tính khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tính chất đầu tư mạo hiểm cũng nhiều lần khiến tỷ phú Trump lao đao. Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2009, ông từng 4 lần phải đến tòa nộp đơn xin phá sản, song đều vực dậy được nhờ những bất động sản hái ra tiền như hệ thống sòng bạc ở Atlantic City hay tháp Trump ở New York. Donald Trump cũng là một ngôi sao của ngành truyền thông Mỹ với vai trò là người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất của chương trình truyền hình thực tế The Apprentice của kênh NBC. Năm 2007, ông từng được vinh danh với một ngôi sao trên đại lộ danh vọng vì những cống hiến cho ngành truyền hình. Năm 2013, tạp chí Forbes vinh danh ông ở thứ hạng 30 trong top 100 nhân vật nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2015, ông xếp thứ 72 trong bảng xếp hạng 100 nhân vật quyền lực toàn cầu. Về đời tư, Donald Trump từng kết hôn 3 lần và có 5 người con. Người vợ hiện tại của tỷ phú này là Melania Trump, người mẫu và một nhà thiết kế thời trang. Bà kết hôn với ông Trump từ năm 2005. Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa được tổ chức ở thành phố Cleveland của tiểu bang Ohio ngày 21 tháng 7, tỷ phú Donald Trump đã được bầu làm ứng cử viên tổng thống của Đảng. Khẩu hiệu ông Trump đưa ra suốt chiến dịch tranh cử là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8 tháng 11, ông đã bất ngờ vượt qua ứng cử viên dày dặn kinh nghiệm của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton để trở thành ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.